Điểm qua các trang báo sáng nay, thông tin liên quan đến bão số 14 được đăng tải nhiều nhất. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay 21 tháng 12, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành cơn bão số 14 trên Biển Đông, có hướng di chuyển rất khó lường và rủi ro cao cho tàu thuyền do bão tương tác với không khí lạnh, có thể đổi hướng. Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, hiện nay cả nước có hơn 1.300 tàu thuyền nằm trong khu vực bão số 14 đi qua. Trước diễn biến khó lường của bão số 14, Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai đề nghị Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng, Tuyến biển, Tổng cục Thủy sản phối hợp với các địa phương hướng dẫn cụ thể tàu thuyền thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện. Các đơn vị địa phương sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, đồng thời quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, hướng dẫn neo đậu tại bến, trên đảo, khu vực cửa sông, đảm bảo an toàn cho tài sản và tính mạng người dân. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, thì trong tháng 11 năm 2020, nhập khẩu xe của Việt Nam đạt hơn 12.200 chiếc và tổng trị giá là 273 triệu đô la Mỹ. Ghi nhận về thị trường ô tô, báo Thời Điểm cho biết, ba thị trường lớn chiếm 90% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 11 này, gồm có Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc. Xe nhập từ Trung Quốc chủ yếu là ô tô chuyên dụng và ô tô tải. Ngoài thị trường Trung Quốc thì nhóm xe nhập là ô tô chuyên dụng từ thị trường Mexico, Hàn Quốc cũng tăng mạnh. Thưa quý vị, trong lúc tuần tra, các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 152 Quân khu 9 đóng tại quần đảo Thổ Châu, xã Thổ Châu, Phú Quốc, Kiên Giang, phát hiện một bao tải chứa 20 gói ma túy, mỗi gói 1 kg trôi dạt vào bờ biển. Đưa tin về vụ việc này, báo Tuổi Trẻ cho biết, mặc dù biển động mạnh nhưng Trung đoàn 152 vẫn cố gắng đưa toàn bộ số ma túy phát hiện được từ đảo Hòn Từ về sở chỉ huy Trung đoàn an toàn. Hiện tại, Trung đoàn 152 đã làm thủ tục bàn giao số ma túy trên cho Công an xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, niêm phong và báo cáo lên các cấp có thẩm quyền để tiếp tục xử lý. Ngày 20 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty càng thép Thái Nguyên Tisco và một số đơn vị có liên quan. Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an chuyển hồ sơ tới Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố 19 bị can liên quan tới vụ án. Ghi nhận thông tin từ Cơ quan Điều tra Bộ Công an, báo Vietnamnet cho biết, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, công ty gang thép Thái Nguyên Tisco đã đầu tư vào dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của công ty là hơn 4.400 tỷ đồng. Trong đó vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Cạn Thái Nguyên là 1.400 tỷ, vay Ngân hàng Công Thương Hà Nội 1.600 tỷ. Đến nay thì dự án đã quá thời hạn được phê duyệt gần 10 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành. Số tiền hơn 830 tỷ đồng mà Tisco đã trả các ngân hàng từ khi dự án chậm tiến độ, dừng thi công đến thời điểm vụ án bị khởi tố là hậu quả thiệt hại của vụ án.